vô nó đỏ cái này nè. Ê, lấy trái khác đi. Nè, mấy trái bự bự nè. Ui là trời, cái dâu nó bự nè. Thì nguyên chùm dâu đẹp không chụp. Có quần ở đây review của dâu nè. Tiên đi Đà Lạt. Ngày đầu tiên thì như các bạn có thấy là mưa gió rất là bão bột, và tôi chạy xe tay tôi đã tê luôn rồi. Bạn Quân sao? Bạn thấy sao? Mình thấy là mưa là nó lạnh không còn nghĩa nói, nó thấm vô tới xương luôn trời. Đúng rồi. Ngày đầu tiên đi Đà Lạt mà mưa cỡ này nè. Đi vô. Mua vé vậy. Đây. Mình đi mua vé bên đây nhé. Theo đi anh cầm chưa? Con ở đây đợi đi mua vé xong qua. Trời không nghe không? Lạnh quá. Đây cầm. Đây 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 anh cầm nha. Rồi. Đi. Đi 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 em. Quay đi đồng chủ ở đây đi lại đi em. Rồi ok, thank you. Dạ. Yeah. Dễ bên đây nè. Đúng rồi, đâu ai giờ đâu. Vé người lớn là 60.000 á. Trời. Em cao có 1m2 nha. Chỉ phí vé được. Rồi cho chị một cái tiếng đó. Em như Đà Lạt rồi. Rồi quả này ngon. Ống dấu. Chết rồi chị ơi, chóc rồi chị ơi. Chóc thì đuổi mày em mà. Sao đây, vô đi. Ủa anh đi được một vé không ạ? À? Ở quên, đóng dấu rồi mình đi đâu được đi. Qua thăm chó chứ hay là sao? Máy gấp thú. Hay là quán cà phê, thú. Cà phê chó đó. Kìa chó trong đây nè. Nãy kia để cái vụ ngoài không chịu ha. Từ từ. Gì? Cái vườn hoa bên đây nè. Bây giờ là loạn lạc rồi. Tự nó cắn. Thấy con Alaska bên kia mới đẹp kìa. Còn đây. Em đi ra ngoài này nè. À, đi qua đây chụp với mấy con chó nè. Đi qua đây chụp với mấy con chó nè. Quá wow, trời cái lòng nó ấm dạ mày. Ê kiếm một chút thành ra anh. Hả? Ê mặc áo đẹp mày, cởi áo này. Ờ em mặc áo này cũng được.
chào thanh niên chuẩn bị ôm Alaska lên. Cái nó cắn quá. Tao cũng ghét lắm. Tao rất là sợ chó. Nhưng mà thấy rất là dễ thương nhưng mà không dám lại gần, không dám đụng, ghê quá. Có ai huấn luyện viên không ta? Có mấy áo càm càm. Chạy chạy. Vậy con ơi. Kìa. Sao giờ sao nó lên được? Không biết luôn. Nó làm biến quá à. Con nào cũng lấy cũng làm biến hết trơn á. Con đang quay đúng không? Thuốc rồi. Quay. À. Không có chích thuốc rồi. Đang quay. Sao ổng nó lên được ta? Ổng chắc không nổi đâu bạn ơi. Đi chạy con. Con à. Ok. Nó không ngồi dậy luôn. Ôi là trời, lười quá trời lười luôn. Nó nặng quá à. Siêu lười. Ôi nó dám 60kg luôn á. Chứ giờ nó chụp hình em tấm hình với con chó này chứ định. Siêu lười. Con này nó bự từng trăm ký nha. Thôi thôi. Thôi thôi, đợi em. Nó lên cái nó làm biến rồi. Vậy à. Để chụp hình với. Đúng rồi. Chụp hình với em nè, nó vậy đó. Hỏi 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 gì đó, mở con này lên được không vậy? Anh ơi, ẩm con này lên được không vậy? Ẩm nó lên được không? Không, quá dễ làm mỹ. Ngoài kìa. Ờ, đây là một bé gì ta? Bé Cocky. Cocky hả? Cocky. Ờ, Cocky hâm hẩm, mình mới coi đây là chó nước ngoài hả? Trong cái phim... Cocky mập địch. Cocky mập địch. Mập địch. Đây. Rồi ô lại giờ mặt nó ít sệ quá ha con. Sao mặt không sệ vậy? Ôi, có kiwi. Rồi rồi. Rồi các bạn. Đâm về à? Về. Đó, có kìa mấy Hockey leo lên à. Leo lên con, leo lên. Rồi, đây là thanh niên ngủ le lưỡi. Đây là con gì? Hóc sóc. Mắt sóc hả? Hóc sóc. Hóc sóc hả? Trời ơi, nhìn giống như con tròn quá vậy. Ngồi quá nè. Đi ra nắng rồi, đổ sáng nè. Dùng dù sen đá nè. Thôi đây sen đá nhóc luôn ta. Đá bự. Ê, cái này là gì ta? Dưa, dưa pep. Đây dân. Nói vô không? Quá vậy trái. Wow, cà chua bi kìa. Đây là vườn cà chua bi vàng. Chỉ ra đâu à? Nông chạy cuốn bếp bố đi phàn nè. Đây là cái vườn dâu. Ê, cái trái này bự nè. Quay không à bà ơi? Rồi đi đi. Đi kìa với vườn dâu. Thơm quá. Thơm. Hả? Dâu bự chứ nhỏ vậy. Dâu nó đỏ cái này nè.
Ê, lấy trái khác đi. Nè, mấy trái bự bự nè. Ui là trời, cái dâu nó bự nè. Chị Nguyên chùm dâu đẹp không chụp? Có quần ở đây review của dâu nè. Có bán không? Quay nông sản. Quay nông sản. Không có bán hả? Cái này là cũng hết cái gì đấy. Ủa cái này, cái này là cũng là cái dâu hả? Ừ. Sao không bán ta? Đêm ơi. Sa mạc vậy đó, kiểu mà bán sa mạc á. Ồ, có những củ xương rồng, củ sen đá rất là đẹp, củ sen đá cực kỳ đẹp luôn. Ôi tuyệt vời. Sau đây dẫn các bạn qua cái khu vườn xương rồng. Đây chúng ta có một cái bụi xương rồng rất là đẹp và những đầy những nhai nhọn. Cái loại dưa hấu mini. Ôi tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời luôn á. Ôi nhìn những bé dưa hấu ăn mọng chín tròn. Ôi bên đây có một bé nè, quá là chín luôn. Đây còn bên đây, bên đây cũng là những bé dưa hấu nữa. Đây là một bé dưa hấu rất là dễ thương nha. Hello mọi người, mình đang đi thác lạc, mình đang đi lạc vào cái vườn dâu nha. Vườn dâu tây cực kỳ đẹp. Đây, có những trái dâu cực kỳ ngon. Wow, nó rất là thơm nha, nó thơm cực kỳ luôn. Đây là những bé dâu rất là căng, chín mọng. Toàn cảnh của vườn dâu của mình nha. Đây, rất là rộng nha. Cái này là một trang trại trồng dâu luôn đó. Cái trang trại trồng dâu. Đây, mình sẽ tìm tới những trái tiếp theo. Wow, thật sự phải nói là nó rất là ngon nha. Nhìn cái màu của nó là nhìn là cực kỳ ngon. Đây, đây, đây. Mình đã tìm được cho mọi người hai bé dâu. Hai bé dâu rất là lớn nha. Thấy nè, rất là lớn nè, rất là ngon. Thơm luôn á. Mày bỏ lá vô đây. Bỏ xíu lá vô. Đẩy mướn. Anh.
Anh đang nghỉ view mà. Chưa cho bó rau vô rồi. Không, trụng rau ăn được rồi. Hello mọi người. Mọi người muốn biết cảm giác lạnh như thế nào thì mọi người đến đây nhé. Trời ơi, trời ngoài trời khoảng là 16 độ đấy. Trời ơi, cảm cái cây không nổi luôn em ơi. Em quay, em review luôn rồi, em quay qua. Quay nó đi. Đây là thanh niên từ... Đi, phát biểu một tí gì đó đi. Đây là thanh niên không biết lạnh là gì hết. Hiện tại thật sự là cảm thấy rất là mát. Mát mà nó tới tê tái luôn. Kẹo gì vậy? Em thấy hiểu không? Nó cháy rồi. Nó lạnh quá mọi người ơi. Cái cầu thang nằm đâu? Đi vậy vậy đó. Đứng ở đây đó. Em được cái là nghèo lắm. Có cái view đó. Hồng Kông bên không cả Đà Lạt. Vậy. Chụp lửa góc nào chụp. Có thùng rác ở đâu không ta? Đổi nghề phải không? À, mọi người ghé mua vé đi, vé 20. Cái này là 50.000 nha. Cái này nhiêu? 100.000. Rất là đẹp chứ thương nha, mua về cho con cái rồi đi học cũng được, ok. Còn cái này dành kim chỉ nè, kim thâu rồi nè, đủ thứ nên tiêu tiêu, ok. Ba cái hàng kia đẹp 20.000. Ủa, cái vé gì đựng tiền đi mấy chị ơi. Ai mua không? Chạy qua bển chứ đi bộ sao đi nổi. Chưa cây nãy vậy. Ngon không? Ôi em ăn không được, nó chua. Không có bỏ nước mắm cái gì? Đúng rồi, nó đắt mà. Trời ơi, nước mắm quá. Thôi. Mặn hả? Không được, bỏ mắm ăn kỳ quá.
mọi người em đi hết nổi. Thôi rồi, ra ra chỗ khác rồi. Em đi không nổi, em đi lấy xe em đi à. Không mấy bỏ đồ đi. Hả? Bỏ đồ vô xe đi. Rồi chạy xe qua. Gần không? Adiso buổi tối. Nói gì vậy Quân? Đại là giống như là không khí Đà Lạt khoảng tầm 15 độ C. Đúng rồi. Trời rất là lạnh. Một làn gió thổi qua. Ôi má ơi, thật là chiêu. Đứng như bạn này là đúng rồi đó. Đây. Yếu đuối quá. Lạnh quá, lạnh quá mình. Bạn Quân cảm thấy thế nào trong giải trí này bạn Quân? Hả? Đây là hồ Xuân Hương đúng không? Hai con bánh bèo vô dụng. Có màu hồng, màu trời đang trong xanh nữa ha. Hy vọng là ngày mai sẽ là ngày nắng. Nếu như ngày mai trời nắng thì mình sẽ thành công. Cầm chưa? Bỏ hai cái tay lại. Đi không? Không. Ăn không mọi người? Để ra ăn cho mọi người. Khoai lang nướng kìa. Cái này là khoai lang nướng. Ủa 25 ngàn á. Mày cậu ăn thử. Ủa Thái Lan là lạnh thế nào? Đều á. À, vậy là ký khoai nó cũng không 5 ngàn rồi ơi. Hả? Vô. Mày ơi. Đang chụp hình. Ê, trông. Đây là hai nhân vật đang chiên khoai lang nướng. Wow, đây cái này là khoai lang mật nè. Review đi. Hai bạn cảm thấy như thế nào? Khá là ơi, ngon lắm. Ngon bà cố luôn. Ngon không? Ngon, thử đi. Ủa, bạn hết đau bụng rồi hả bạn? Có. Vậy sao bạn ăn ghê vậy? Đáng ăn. Lạnh quá, lạnh quá. Dẫu quá em. Ơi, khoai lang mật ngon lắm luôn á. Thật sự, ngon thiệt luôn á. Để đây cái gần tao phải đi. Bạn có muốn nói gì không? Không, nói nổi. Hãy xem nhiệt độ ngoài trời bao nhiêu nha. Mày để nó đi tao quay cho. Hiện tại là khoảng là 18 độ C. 18 độ C. Nhưng mà đối với bản thân mình cảm nhận là cái này nó còn hơn 18 độ, khoảng cỡ 15 độ là cùng. Đúng rồi. Thật sự nó rất là lạnh luôn á. Gió từ hồ thổi lên. À, lạnh quá. Ôi. Thật sự mình là một con người chịu lạnh rất là giỏi. Trời ơi, nó lạnh quá, trời lạnh thôi. Nè, này thanh niên này là chịu lạnh là kinh khủng nè. Nhưng mà đối với thời tiết này thật sự mình chịu thua. Bây giờ mà mình nhảy xuống hồ Xuân Hương tắm cái một là lên rồi xong. Rang hả? Qua
rất là nhiều nào luôn nha. Đây mới kêu nó bằng anh. Này là răng. Wow. Đây là bạn anh Tiến. Bạn không ăn được thịt bò. Được rồi, nhưng mà tôi sẽ ghé. Mà cả nhóm đi vô quán thịt bò. Đây là con heo của mình. Đây là món bao tử hấp gừng. Khá là hấp dẫn. Bị dầu một cục. Không thể nghĩ là một cái lái trên cái bé là bạn. Tại nó bự hơn cái mặt mình. Chụp tấm này đây. Chụp á. Em chụp cho nó đây. Cảm ơn mình chết nè. Tấm này đây. Phiêu nha. Wow. 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 Tôi đến nơi, đến nơi. Ôi, 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 what the fuck? Ôi, cái lớn. Ừ, slow đi chậm kìa.